Cụ Quỳnh Thị Bền, 92 tuổi, ở Úc, biếu bà 500 ngàn mua gạo. Có tôi cảm ơn cụ của bà giúp đỡ cho tôi để 500 ngàn mua gạo ăn. Tôi rất cảm ơn nhiều, mà tôi cầu cho cụ được nhiều sức khỏe. Mần đau rặn đó, mần ít được nhiều nói cho cụ, mần gì được năm mai. Tôi tên Đào, Nguyễn Thị Đào, nay 80, tuổi ngọ đó 83 hay 84 nữa. Đôi mắt tôi không thấy đường. Tôi ở nhà tôi đâu có làm gì ra tiền. Đôi mắt không thấy đường, đâu có làm gì ra tiền được.